nam không đảm nhiệm được vai trò của mình thì first runner sẽ thay thế. Tuy là giả định thiệt nhưng mà em được chạm tay tới cái giấc mơ của em, cho nên là em xúc động. Tại vì chị nghĩ là chương trình muốn làm một cái khoảnh khắc để cho giống như là không biết giả định hay là sự thật, tại vì kết quả chưa có, nhưng chị nghĩ đây là một món quà chương trình dành tặng cho em, cho những nỗ lực cố gắng của em, cho những bạn mà sau này có tham gia Miss International Queen, các bạn cũng sẽ cố gắng như vậy. Rồi cố lên, tỏa sáng, không khóc nữa, đi vào đi ăn đi, để một hồi mình tỏa sáng nhé, khóc hồi con mắt nó sưng, mắt cấp 6 lắm. Ok.